À, dạ vâng, Thắng Hoàng xin chào mến tất cả các bác. Trong buổi tối livestream đêm qua thì Thắng Hoàng có giới thiệu với các bác, xả cho các bác một mẫu đẩy công suất 700W chạy mạch Crown XLI, một trong những cái thương hiệu nổi tiếng. Cái dòng mạch này thì chất lượng em xin cam đoan với các bác rằng nó, nếu như các bác đang dùng cái mẫu đẩy ví dụ như đơn thuần như là mẫu đẩy LA đi, LA 600-800 đi, thì các bác đạt được cái hiệu ứng các bác nghe như thế nào em không biết. Nhưng mà nếu như để em đánh giá cho nó cụ thể luôn, tiếng đẹp, tiếng sáng của dòng này, độ sáng của dòng này nó phải ví dụ như con LA đấy nó được 5 điểm sáng thì con này nó phải 10 đến 12 điểm sáng các bác nhé. Nó chênh lệch với nhau một trời một vực luôn. Nếu như các bác có dùng những cái đôi loa mà tép nó cảm giác nó mỏng, nó không được bay tiếng, nó không được sáng tiếng, các bác dùng con đẩy này, em cam kết với các bác, nếu như các bác cắm vào tiếng nó không sáng hơn, đẹp hơn, không bao giờ em bán cho các bác luôn. Đấy, không bao giờ em lấy tiền các bác con đẩy này luôn các bác nhá. Đấy, 100% cam kết, nếu như các bác dùng con đẩy này, tiếng đẹp hơn rất là nhiều những cái dòng đẩy khác, kể cả các bác đang dùng những cục đẩy ở trong gia đình mình. Nếu như các bác muốn thay thế, muốn trải nghiệm một cái thực tế khác, các bác đặt con đẩy này bên em, các bác về các bác cắm hai con đẩy nghe tiếng khác nhau hoàn toàn. Con này em cam kết các bác tiếng đẹp hơn, hay hơn và sáng hơn rất là nhiều. Chưa bao giờ em thấy cái dòng mạch nào mà tiếng nó đẹp như cái dòng mạch này luôn. Đấy, nếu như mà mình bình thường ra mình bỏ tiền ra mình mua một con Crown XLI 2500 với công suất 500W, giá là 19.900.000, con đẩy này lại công suất 700W. Và nếu như các bác bỏ tiền ra mua một con đẩy XLI 3500 với công suất là 1000W một cây, với công suất là 1000W một cây, thì các bác bỏ ra mức tiền là 34-35 triệu. Thì với cái công suất 700W thì các bác sẽ phải bỏ ra khoảng tầm 25-26 triệu đồng để mua một con. Đấy, ngày hôm nay các bác có thể là nhìn thấy những dòng mạch này. Năm ngoái em có bán rồi, dòng đẩy lắc 907 với công suất 700W, các bác cũng đã phải mua với mức tiền là bao nhiêu ạ? 5,5 triệu một cái. 5,5 triệu một cái. Thì để mà giới thiệu cái con đẩy này, nó chi tiết và khẳng định về cái chất lượng của con đẩy này, em nói hơi dài một chút. Các bác quan tâm, các bác cần những sản phẩm hay, những sản phẩm tốt, thì các bác có thể là đồng hành cùng với Thắng Hoàng trải dài hết cái video để các bác cảm nhận được những cái lời nói trong video của Thắng Hoàng, để sau này các bác có đặt hàng thì các bác nhớ, để Thắng Hoàng cam kết với các bác là như vậy. Đấy, mẫu đẩy này thì thứ nhất, tiếng đẹp, phải nói cực đẹp. Thứ hai, độ bền, phải nói là độ bền vô biên luôn. Độ bền vô biên luôn các bác nhé. Và thứ ba nữa là trọng lượng thể tích gọn gàng. Đấy. Đấy, trọng lượng và diện tích của con đẩy này cũng rất là gọn gàng. Chiều sâu cũng chỉ có trên 30 một chút thôi, 34cm. 34cm đủ để các bác bỏ tủ bỏ kệ. Đấy, mặt phay nhôm rất đẹp, rất sang trọng luôn các bác nhé. Đây, các bác có thể nhìn kỹ một chiếc đẩy này. Đấy, những vết xước này thì em sẽ sơn lại cho nó đều màu, nó đẹp như thế này luôn cho các bác để các bác dùng. Đấy, còn cái vết xước này em chưa có tổng quát vệ sinh cho nên là chưa có đẹp. Các bác cứ yên tâm, khi nhận hàng là nó sẽ đều đẹp hết nhé. Đấy, còn hàng bãi thì nói chung là dùng những cái cục đẩy như thế này là quá đẹp rồi. Còn cái độ chất của nó mang lại cho các bác mới là điều quan trọng. Đấy, cam kết bằng uy tín, bằng tất cả những cái gì mà Thắng Hoàng có ở trên kênh mà các bác đang ủng hộ, đang yêu mến Thắng Hoàng. Thắng Hoàng cam kết bằng tất cả tình cảm luôn và độ uy tín của mình dành cho các bác trong cái sản phẩm này. Đó, và đây là nội thất bên trong các bác nhá. Nội thất con này nó làm rất chất luôn. Chiết áp bi rồi. Cái này thì dòng này thì nó dùng chiết áp bi rồi các bác nhá. Đấy, thì biến áp đây có bọc theo chống nhiễu luôn. Đấy. Đấy, các bác nhìn thấy những cái dây rắc hay là tất cả những cái hệ bảo vệ chống sốc như là bảo vệ nguồn đầu cấp trước, làm rắc keo rất là chắc chắn, tem đầy đủ. Đấy, bốn tụ lọc nguồn và kèm theo hai con tụ bù 160V ở đây. Chỉ có những cái dòng đẩy công suất lớn, khỏe và đảm bảo cái áp ổn định thì họ dùng những cái con tụ rất là khủng như thế này. Đấy, mà các bác nhìn về cái màu sắc hay là nhìn về cái độ nét của tụ là các bác biết rồi. Những con tụ này là những con tụ rất là xịn sò. Đấy. Và trong cái máy này á, nó rất là gọn gàng vì công nghệ cao mà, nó vẫn là cửa lát hát nhưng mà nó thiết kế theo một cái cải tiến, một cái công nghệ theo cái hơi hám của châu Âu, thì nó là dòng Crown của Mỹ mà, nên là nó hơi mang tính chất là Tây một chút. Đấy, cái công nghệ bao giờ họ cũng đi trước các nước châu Á khá là nhiều. Cũng là cùng dòng mạch thôi nhưng mà họ có một cái cách cấu tạo nó khác biệt hoàn toàn.
nó có thể là gọn gàng hơn, đỡ tỏa nhiệt, đỡ hơi nóng hơn, và quạt nó cũng sẽ giảm tiếng ồn hơn. Đấy, thì cái này là nó cái hộ tụ gió làm mát cho cái khoang khuếch đại này. Đây các bác có thể nhìn thấy, đấy khoang khuếch đại đây. Đấy, chạy sò và múc phép thì nó nằm ở trong bốn cái miếng tản nhiệt này. Đấy, nó nằm ở mặt dưới. Đấy, các bác nhá. Thì kể cả những cái nhôm này nó cũng CNC rất là chi tiết, rất là đẹp luôn. Đấy, hai quạt phía sau máy chạy cực êm luôn, cực êm luôn. Đấy. Tụ thiết nói chung là rất là chất, làm rất là đẹp. Đấy. Các bác có thể nhìn thấy từng con tụ chỉ hơi lớn một chút thôi nó cũng đính keo rồi. Chống rung lắc va đập này, dây rắc này. Đấy, các bác nhìn thấy những cái bản mạch nó đẹp vô cùng tuyệt vời luôn. Đây phía sau của nó đây các bác nhé. Khi các bác mua hàng như cục đẩy này với giá 4 triệu thì em cũng sẽ tặng kèm cho các bác một cặp dây này, rắc new trích này. Đó các bác nhé. Đó, phía sau đây. Đó, phía sau đây. Cắm tín hiệu này, linh tín hiệu này. Chế độ 3 chế độ đánh mono system bright và cái chế độ gain lớn bé đổ vào để đạt được cái hiệu ứng âm thanh nó theo ý của các bác. Đó. Nói chung để mà bỏ ra 4 triệu lựa chọn con đẩy mà hay thật, bền thật, gọn gàng thật, chất lượng thật thì chắc chắn là chỉ có những cái sản phẩm này bán ở bên cửa hàng Thắng Hoàng mới đạt được cái tiêu chí cho các bác thôi. Đấy, em khẳng định với các bác là lên đến 90% là sản phẩm này chỉ có bên cửa hàng Thắng Hoàng bán ra cho các bác là đảm bảo chất lượng. Cam kết với các bác là như vậy. Đấy, mọi người nếu như tin tưởng, yêu mến, ủng hộ Thắng Hoàng thì mọi người gọi điện trực tiếp cho Thắng Hoàng có số 0969 800 985 để đặt hàng. Còn đây các bác có thể nhìn xem một chiếc đẩy lên dàn cho khách. Đấy, chiếc đẩy lên dàn cho khách rất đẹp. Các bác nhá. Đấy, lên dàn cho khách phải nói là đẹp tuyệt vời luôn. Các bác không nghe thấy tiếng động quạt luôn. Đấy, em bật rồi nhưng mà các bác không nghe thấy tiếng động quạt. Trong khi quạt nó vẫn đang chạy. Đúng không ạ? Rất êm, rất êm. Đó, gần như chỉ nghe tiếng le đóng với tách nhẹ cái. Không nghe bất cứ một cái gì nữa. Đấy. Đấy. Các bác yêu mến ủng hộ thì gọi điện cho Thắng Hoàng đặt hàng. Và nếu như cần hỗ trợ tư vấn thì các bác gọi điện cho Thắng Hoàng nhé. Xin cảm ơn mọi người, chào mọi người.